Sở thích của bạn là gì sau khi coi những phim về Tam Quốc diễn nghĩa? Lên sân khấu cùng với thanh kích của mình, xông pha trận mạng, đàm đạo, uống rượu, kết bái huynh đệ như Trương Phi, Quan Vũ và Lưu Bị. Hay cầm trong tay chiếc quạt của Gia Cát Lượng, chỉ đạo và đưa ra kế sách còn hay hơn cả mấy thằng chơi game trong quảng cáo. Mệt mỏi với những con game Tam Quốc phức tạp, bạn muốn đắm chìm vào những con game mang hơi hướng xưa, tận hưởng những cuộc chiến và những chiến thắng khi chính bản thân tham gia vào cuộc chiến. Chỉ huy những anh hùng mạnh mẽ nhất bằng cách sử dụng các chiến lược và đội hình không giới hạn. Vậy thì chào mừng các bạn đã đến với một con game phức tạp khác nhưng mà nó cao tù, Eternal Three Kingdom. Intro hơi công nghiệp quá ta. Hình như chưa hai anh em nhỉ. Hai anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình ha. Thì và hôm nay mình muốn giới thiệu cho anh em về một cái game mới và mới ra trong vòng 2-3 ngày trước thôi. Quảng cáo khá là ok nên mình tải về thử lúc đó thì nó chỉ mới được đăng ký thôi, còn bây giờ là anh em có thể tải được rồi ha. Coi quảng cáo thì cơ chế của nó giống kiểu mấy game đế chế hay là Red Alert đồ các kiểu nên mình tải về chơi thử thôi mà nó cũng khá là cuốn ha. Ý mình là cái cơ chế nó giống như chuột trên máy tính thôi. Game thuộc thể loại đi ải ha, và mình sẽ điều khiển từ con lính tới cho cả mấy cái nhân vật của mình trong cái đội hình, mình điều khiển nó đi đâu cũng được. Thì mình cứ nhấp vào màn hình để điều khiển, nó cũng có hướng dẫn cái lúc mà anh em vào game rồi. Mỗi nhân vật thì nó sẽ có một cái skill chính và hai cái skill phụ. Sau khi anh em đạt level 10 và anh em nâng cấp đột phá đồ các kiểu lên á thì nó sẽ mở mấy cái skill phụ ra ha. Kiểu như cái đó giống kiểu như nội tại thôi á. Làm cái nhiệm vụ đầu game thì nó sẽ cho anh em mình ba con tướng là Quan Vũ, Trương Phi với lại Lưu Bị luôn. Và một số màn sau khi anh em chơi thì nó cũng sẽ thưởng cho một số cái con kiểu như trong con lính để nhét vào cái quân đội của mình thôi á. Còn nếu mà anh em muốn kiếm thêm nhân vật thì nó vẫn cũng sẽ có cái phần roll ha. Khi roll á thì nó sẽ ra một là mấy con lính nhỏ để anh em nhét vô đội hình cho nó đội hình tăng thêm lực chiến. Còn không nếu mà anh em hên hơn á thì nó sẽ rơi ra mạnh, một lần nó sẽ rơi ra 10 mạnh, hoặc là nếu anh em hên hơn nữa thì nó nổ đỏ luôn, nổ đỏ nó sẽ rớt ra con nhân vật cho anh em luôn ha. Trong game á thì nó cũng sẽ có chế độ PvP, chế độ bang hội, nâng cấp thành trì với lại một số cái chế độ khác kiểu như hầm ngục. Rồi trong cái event thì nó có test những con tướng mới ra và nhận thưởng một cái bé quay kiểu như Genshin ha. Sau khi chơi thì nó sẽ cho anh em ESP và khi đạt level thì anh em mới mở được những cái map đó, kiểu như những cái chế độ PvP đồ các kiểu. Thì sắp tới nếu mà anh em ủng hộ thì mình sẽ làm tiếp về cái game này cũng như giải đáp một số thắc mắc cho anh em. Nếu mà anh em chưa hiểu phần nào thì mình sẽ tìm hiểu, và nếu như mình biết thì mình sẽ hướng dẫn ha. Video này chỉ là video giới thiệu game cho anh em biết, cho anh em chơi cho vui thôi chứ cũng không có hướng dẫn gì cả. À đúng rồi, game này mới ra mắt nhưng mà nó cũng cho anh em ba cái code mới và nó cũng sẽ được gọi là Cowboy giống như trong King God Castle luôn ha. Mình sẽ nhập code cho anh em xem thử, và khi mà anh em vào game á nó sẽ hiện một cái thông báo, anh em nhấp vào cái thông báo ở giữa sử dụng câu pawn để lấy code. Xong rồi anh em thoát ra nhấp vào thông báo đầu tiên để nhập code ha. Mình cũng sẽ để những cái mã code ở phía dưới comment cho anh em. Còn về cái website nhập code đó thì hiện tại mình vẫn chưa biết, cho nên mình sẽ tìm hiểu sau và mình sẽ để nó ở dưới phần comment nếu như mình tìm ra. Ok, that's it ha. Cho mình xin một like và subscribe. Hẹn gặp lại anh em vào video tiếp theo. Bye.